Dạ. Ban cái gió. À. Tôi mới nói với ông này. Dạ. Tôi nói thôi đi mà nhát quá, tôi sợ quá thôi. Ông bán cái gió đi, tôi nghỉ mà rồi, không có đi bán nữa đâu. Sao mà ông Ma nói chuyện khác lắm nè. Nó hay như mình nữa kìa. Là sao Ma nói chuyện sao ngoại? Thôi nói chuyện sao vậy đó. Nó nói sao chứ không phải mà nói như mình được tiếng trong vậy đâu. Nó nghe nói chuyện sao vậy. Sợ Ma giận ốc hay gì vậy? Cũng giận ốc. Phân Ngọc Quỳnh Tân xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị em. Thì hôm nay Quỳnh Tân có trở lại ở cái vị trí của thị trấn Ba Chúc, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Thì hôm trước mình có đến đây, cũng có được một người cô kể về những cái câu chuyện tâm linh hết sức là đặc biệt. Thì hôm nay mình cũng trở lại nơi đây để có được một cái bà ngoại rất là lớn tuổi. Thì bà ngoại cũng biết rất là nhiều cái câu chuyện tâm linh ngày xưa và những cái cuộc sống hàng ngày của mình. Thì bà ngoại sẽ kể cho Quỳnh Tân và cô bác nghe những câu chuyện hết sức đặc biệt và ly kỳ ở cái vùng đất Ba Chúc này. Vì khi xưa, thưa cô bác, là cái vùng đất ở nơi đây là một cái cánh đồng chết. Khi mà có rất là nhiều người vô tội đã bị chết ở cái nơi đây. Và những cái câu chuyện tâm linh thì hết sức vô duy. Luôn luôn có những cái câu chuyện rất đặc biệt ở vùng đất này. Thì bà ngoại cũng là người đã từng chứng kiến và từng thấy được những cái điều tâm linh vô duy đặc biệt đó. Thì đến đây Quỳnh Tân mời cô bác cùng với Quỳnh Tân và anh trai của mình sẽ đi vào bên trong nghe được bà ngoại kể lại cho Quỳnh Tân và cô bác mình về cái câu chuyện tâm linh hết sức đặc biệt hôm nay luôn ạ. Con chào ngoại. Con chào ngoại ơi. Dạ ngoại ơi, ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 79 rồi. Dạ chàng ơi, 79 mà con thấy ngoại còn rất là khỏe nè. Khỏe ra ngoài. Dạ hình như ngoại bị cái bú hay gì ngoại? Bị bú cổ này à? Dạ bú cổ. Bị lâu chưa ngoại? Lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi đó. Ở đây thì hiện giờ đang thu hoạch lúa mọi người, cho nên có những cái chiếc xe mà chạy qua lại á, nó hơi ồn ào tí, thì rất mong mọi người khi xem qua clip của mình thì cũng thông cảm cho mình nha. Dạ ngoại ơi, ngoại từ xưa tới giờ là ngoại sống nơi đây là cố cũ tới giờ luôn hả ngoại? Sống ở đây hồi đó tới giờ đó. Dạ như vậy thì trong những cái thời gian mà ngoại sinh sống tại nơi đây thì cũng có rất là nhiều cái câu chuyện chắc ngoại cũng đã từng chứng kiến quá. Hôm nay ngoại có thể kể mà, nhưng bây giờ cũng quên rồi, già thì cũng quên. Dạ. Lâu quá lâu rồi quên. Dạ cái nào ngoại nhớ ngoại có thể kể cho con nghe một đoạn được không ngoại? Kể biết kể cái gì giờ. Dạ. Ngoại đó giờ ngoại từng có biết về những cái câu chuyện tâm linh nào đặc biệt về, ví dụ như hằng ngày xưa ngoại có từng chứng kiến những cái vụ bị ma nhát này kia thưa ngoại? Trời ơi, gì vụ ma nhát tôi đó cầm thường rồi đó. Ôi ghê vậy. Nhát cầm thường á, không có tầm... sự thật tôi nói thiệt. Dạ tầm thường vậy là ngoại bị hoài luôn á hả ngoại? Hoài hồi đó tôi chạy giặt nguyên gì á, tôi kể cái này từ khúc nghe nha. Dạ. Chạy giặt miên gì á thì tôi đi chợ bán cá trên Ba Chúc, chợ Ba Chúc trên á. Nhà thì ở đây. Nhà thì ở đây. Rồi tôi mới đi chợ bán cá trên á, đi bộ hồi đó ở đây á, rồi đi không dám đi bự, đi cái đường nó có bị lớn đi bộ ha. Dạ. Cái đường bị lớn là đi bộ ha. Giờ đi chịch qua thì chợ miền nổ. Giờ không dám đi chịch qua, không dám đi chịch lợi. Đi đường gì thắng đi hoài, chợ mới chút hoài vậy. Đi hoài rồi tới chợ này. Đi dọc đường lên tới chỗ đây lên, tôi nói như vậy cho chú nghe là chú hiểu rồi, chú đi cũng hiểu á. Dạ. Đây lên cái đầu lộ nè, chỗ cái bông chạm bông nước đó. Dạ. Mà tụi nó dữ dằn luôn đó nha. Mà nhát tôi nữa nha. Dữ lắm hả ngoại? Dữ dằn luôn. Tôi đợi cái thao cá đầu này nha. Dạ. Giờ cái tôi đi bán ra là thời đó đâu có xe, chị giặt thì đâu có xe. Dạ thôi, đúng rồi, loại bộ không à. Loại bộ không à. Giờ cứ đội theo cá vậy tôi đi cái... Trời ơi, nó kêu chị Sáu à, mà kêu thạch thót gì lắm đó nha. Dạ. Nó kêu dữ lắm, mà cái dạng đi tôi đội theo cá hai tay vịn vậy nè. Dạ. Tôi đi đó, giờ cái... Nó đi hổng mặt đất chừng nhiêu gì nè ha. Ngoại thấy hổng mặt đất luôn hả ngoại? Thấy, hổng mặt đất chừng nhiêu gì nè.
cái bắt đầu nó kêu chị Sáu à, nó kêu về trời về đất rồi tôi đậu theo cá về tôi đi với nha. Dạ. Rồi đậu hoài đi hoài vậy á. Rồi tôi nói đâu có chị mà bạn ở xóm ở gần đó. Dạ. Tôi nói đâu chị đó, chị kêu tôi không à. Rồi tôi cũng hơi ngừng ngừng lại, ngừng ngừng lại rồi cũng để ý vậy đó nha. Để ý bởi mới thấy nó đi mặt đất khỏi mặt đất nhiều nha. Nó có đó mình để ý. Chứ không để ý không biết đâu nha, không có biết ma đi vậy đâu. Trời ơi, wow. Và cái gì? Cái thời điểm đó mà ngoại khi mà để ý mà thấy đi hỏng mặt đất rồi, lúc đó là ngoại có cái sự sợ sệt nào không ngoại? Không, cũng đi luôn. Đi luôn? Đi luôn tự nhiên. Cái tôi đợi theo cá như vậy, tôi dựng vậy, cái tôi cũng đi nữa. Cái tôi nói đó chị đó kêu tôi không à, vô hồi dòm đợi thì thấy cái đi hỏng mặt đất mình biết ma. Dạ. Ma nhát mình rồi. Dạ. Rồi tôi đi từ cái chạm bơm điện đó đó, giờ tôi đi đó ha. Là chạm bơm điện đó cái tôi đi tới cái có cái trường học nữa nha. Đi một khúc vậy đó chừng bằng đây rồi tới nhà tôi đây nè là có cái trường học. Giờ trong trường học nó già trời rồi dữ dằn luôn nha, nó nói chuyện cũng như mình nhóm cái chợ nhỏ nhỏ vậy đó nha. Chợ chồm hổm nhỏ nhỏ như mình kêu vậy đó, mình kêu cái chợ vậy đó. Chợ chồm hổm nó đông đông dữ dằn lắm đó nha. Ui đông dữ lắm hả ngoại? Dữ dằn lắm đó, bởi vì tôi mới nói chú là như nhóm cái chợ cầm hổm vậy đó hả? Dạ. Cái dạng đông người gì đó nói chuyện đó. sao mà ma nói chuyện khác lắm đó nha, nó hay như mình nữa kìa. Là sao ma nói chuyện sao ngoại? Trời nói chuyện sao vậy đó, nó nói sao chứ không phải mà nói như mình được tiếng trong vậy đâu. Nó nghe nói chuyện sao vậy, chợ ma giận ốc hay gì vậy? Con giận ốc hết trơn rồi. Không có gì đâu. Cái đó là phiên chợ ma ngoại. Cái đó mình đi chợ bán cá rồi ma nó nhát mình á. Ma nó nhát. Cái thời điểm mình. Đó là ban đêm hay ban ngày vậy ngoại? Đêm á, chưa có ai về đâu, chị giặt chị chú ai về đâu. Ủa vậy sao ban có, đêm? Có tôi về đặt với là tôi kéo gió rồi có cá có tôi đậu đi bộ đi bán vậy đó. Dạ. Nó vậy đâu. Trời ơi, ban đêm. Ban đêm. Thiệt ghê thiệt. Hơn 3 giờ 4 giờ tôi đi chợ rồi. Dạ. Tôi chợ ba chút rồi, chứ đâu có đi bằng ngày rồi bán đâu có bán gì. Dạ. Ban đêm không à. Nó đi bằng đêm vô bán lên bán hết dầu thì cũng lộ bộ đậu thao lộ bộ gì vậy đó. Dạ. Tự nhiên vậy nó mời ngày nào cũng phải đi về đi bán cá mà. Dạ như vậy là ngày xưa thì ông ngoại làm cá hả ông ngoại? Bằng cá kéo cái gió á, kéo cái gió kéo gió càng có 4 cái gọng đó. Dạ. Nó kéo gió đó đó rồi đi bán. Dạ. Bán nuôi con chứ có nó ra mặn ruộng mình gì được đó. Lên bằng ruộng thì ruộng đất mà mình có nha. Dạ. Mà lên thì sợ mìn nổ không dám lên. Đó, thành ra là tôi có thằng cháu nội mà nó kêu bằng cô. Dạ. Rồi nó vô nó chơi, nó đi theo con tôi vô đây chơi, con tôi đi về ngoại chơi về ngoại đó đó. Dạ. Chơi về cái nó đòi theo, nó đi theo con tôi, theo nhỏ này nè, dạ. Con gái này nè. Cái vô nhỏ đi, con trai tôi nó đi cài, rồi cái nó vô cái cũng đi theo, con trai đi cài nữa. Rồi cái nó đi như cái đường đi, mình đi nhỏ trai tôi biết, đi ngay đường về ngoại nè. Dạ. Nó không biết nó đi chịch qua bước có bước một mà nó nổi mình cục giò hết trơn. Là cháu của bà ngoại ha? Cháu ruột á, cháu kêu bà cô đó nha. Dạ cháu ruột luôn. Dạ cháu ruột, con nổ, người anh thứ hai. Bị nổ mìn hả ngoại? Nổ mìn. Là cái khoảng thời gian đó đến nay là bao nhiêu năm rồi ngoại? Trời ơi tôi giờ già tôi hỏi nha, tôi vậy tôi cũng quên rồi đó. Dạ. Không nhớ đâu. À. Dạ không có nhớ. À mọi người ơi, nói chung gia ngoại cũng một phần hơi lớn tuổi thì đó, nói về quên. Cái khoảng mà thời gian mà bao nhiêu năm thì ngoại cũng không có nhớ rõ ràng lắm mọi người. Cho nên ngoại nhớ đến đâu thì chỉ kể đến đó thôi. Dạ. Dạ. Những cái thời điểm đó rồi khi sau này ở ngoại, ngoại còn gặp những lúc mà nó hiện hồn mà sao nó ngoại? Sau này mình đâu có kéo cái gió nữa. Dạ. Bán cái gió. À. Tôi mới nói với ông này. Dạ. Tôi nói thôi đi mà nhát quá, tôi sợ quá thôi. Ông bán cái gió đi, tôi nghỉ mần rồi, không có đi bán nữa đâu. Dạ. Tôi nói ông vậy đó. Dạ. Cái ông biết tôi sợ ma, cái ông bán cái gió. Bán cái gió thành ra đâu có đi chợ nữa. Còn đi chợ nữa là sao, thời gian sau này cái đường người ta phá đường, nó chỉ cái đường lộ gì phá có nửa đường à. Dạ. Rồi còn lại nửa đường dừng khuất này kia về đó cây. Dạ. Cấu đó nó chưa phá sạch thì mình chạy xe máy được. Dạ. Giờ cái giờ tôi đi bán được rồi tôi chạy xe máy, nó vậy cái hồi đó không dám chạy xe máy, chạy xe máy mấy thành hậu miền. Dạ. vậy là ngày xưa nơi đây là cái đường mòn hả ngoại? Cái đường cũng đường lộ của ta vậy nè, mà mình chạy giặt miên vô cái cỏ khuất lâu năm đó, cái cỏ rồi này kia nó lên bịch bù hết trơn, theo cái này lên trơn cỏ cây lên đó. Yeah. Cây lên bịch bù hết trơn luôn đó. Yeah. Rồi thành ra mất cái đường lộ mình rồi giờ. Yeah. mình sợ mình về mình sợ ta chạy miên. Yeah. Nó vậy đó thôi, sợ ngoại ơi là mình.
Thì hồi sớm á, con có nghe ngoại nói về cái đoạn mà chỗ ma mà xì xào trong cái trường học đó ngoại. Ừ. Cái đoạn đó con nghe con chưa có rõ lắm ngoại già. Ngoại có thể kể thêm cái đoạn đó cho con được biết thêm cái lúc mà ma xì xào như thế nào nữa ngoại. Ma xì xào mình nghe nó nói chuyện xì xào thì mình đội cá mình đi rồi. Mình đâu có ở đó làm chi. Nhưng mình đi ngang vậy đó. Vừa nói chuyện xì xào vậy đó. À chỉ là ngoại đi ngang và thấy thôi. Ừ, đội đi ngang vậy, đội dịnh cái thao đi vậy nè. Giờ đi ngang vậy đó, kiểu cái mà nhà không có nhà ai, bị chạy giặt miên chơi rồi. Dạ. Rồi đâu có nhà ai. Giờ thành ra là đi có mình nên đi hoài đi tới chợ thôi à. Dạ. Nói vậy đó. Tại vì đâu có nhà ai đâu. Ngoại nói là rất là đông mà xì xào thì con liên tưởng tới là nơi đây là một cái cánh đồng chết mà ngày xưa thì người dân Ba Chúc nơi đây là dân Ba Chúc chết, nhiều lắm. Chết nhiều dân. À. Cho nên chỗ đó là có một cái trường học hả ngoại? Có. À cho nên những cái oan hồn. Những cái oan hồn nó lên đó để mà trú ẩn hả ngoại? Ờ. Tôi đổ chừng chắc vô trường học quá. Dạ bởi nói chuyện xì xào xì xào. Chuyện xì xào mình nghe xì xào mà đều không có phải như tiếng mình đâu nha. Dạ. Đó, nó thiệt không phải như tiếng mình cái đó là tôi nghe dành đó. Mà con cũng nể cho. Con cũng nể bà ngoại á, đi có mình ên mà nghe tiếng xì xào mà không sợ luôn. Tiếng xì xào. Mà cái dạng là như nó đi trước mình dạng có ta đi ở trước mình cái hơi dạng vậy đó. Dạ. Dạng nghe cái dạng vậy đó là nghe đi vậy đó mà mình dòm xuống mình dòm kỹ thì nó không mà tắt như vậy. Dạ. Mà nó kêu nó nói chuyện nó kêu dữ dằn cô nó cũng kêu thảnh thoát luôn. Nó kêu chị Sáu ơi chị Sáu à đi lẹ hẹ đi chị Sáu. Cái hồi đó tôi đổ chừng vậy nè nghiêm nó vô nó gom rùa đi đó. Dạ. Rồi thành nó như nó kỹ như chú như tôi như chú này rồi kêu với nhau chị em kêu với nhau rằng đi chỗ lẹ. Dạ chánh đúng rồi đi. Dạ đó, tôi nghĩ vậy đó tôi nghĩ trong bụng tôi vậy đó. Dạ rồi thành ra tôi nói với ông này tôi nói cái đó là ngừ mình rồi sợ riêng quá cho thành ra kêu đi chung với nhau rằng chạy đi chỗ lẹ cho tránh miên. Dạ nó có cái cớ gì đó tôi nghĩ vậy đó chứ không nghĩ gì chứ. Dạ đúng rồi ngoài. Bây giờ tôi cũng nói với ông này nói chắc chị quá. Bà nói vậy chắc trúng rồi rồi. Dạ. Ông này cũng nói với tôi. Giờ đó cái tôi ông này ông kéo gió với cái ế chạy cái vợ nó cái cầu sắt bự đó. Chú đi hoài chú biết có cái cầu đấy. Dạ dạ biết. Cái rồi. Kéo gió cái cầu đó. Cái ông không biết. Cái tôi nói ông ơi hồi chiều ăn cơm ông quên cúng mà quên kêu người ta dặn cơm gì đó. Dạ. Cái quên. Tối lại xô gió ngã sập hết trơn cái trời cái gió. Trời ơi. Sập hết trơn vậy. Xô ngã sập hết luôn ngoại. Sập luôn đó nha, tôi nói thiệt đó, không có nói gạt cái vụ đó đâu nha. Dạ. Cái sập hết trơn bung đứt dây sập trơn cái tôi nói. Hồi chiều ăn cơm vợ chồng cũng quên nữa. Quên kêu mấy ông khất mặt mày là gì ăn cơm độ mình kéo gió chắc cá nhiều. Tôi cũng nói với ông này vậy đó nha. Dạ. Tôi dặn. Giờ cái tôi nói vậy cái tôi nói thôi tôi để tôi vô tôi dỗ con vì con còn bú đó. Dạ. Tôi vô buồng tôi dỗ con cho con ngủ rồi tôi già vậy. Ông này cái hơi này sao tôi biết cái tánh ông cũng hơi sợ ma nha. Mà điều tôi không dám nói. Ông ngoại sợ hả? Ông sợ hơi có tánh sợ ma. Mình nói nghe gì đó nha. Giờ cái tôi mới nói ông có gì ông nói nhậu đừng gạt tôi biết dành hết trơn tôi biết dành hết trơn tôi nói giống vậy nha. Dạ. Tôi nằm trong buồng mà tôi biết dành hết trơn tôi nói vậy. Cậu bên có cái kinh cho cháu nó có kinh bên đó vừa qua bên đây cho cậu. Dạ. Cái bên kinh nó nói chuyện thần ơi tiếng này ông cỡ 40 tuổi nha, cỡ 40 tuổi 50 tuổi nói chuyện đừng nói tới chuyện sao nói chuyện đừng nói tới. Rồi tôi mới kêu ông này tôi nói ông ơi ông nghe gì không, tôi hỏi ông về ha. Dạ. Ông nói bà ơi có nghe gì đâu. Hồi đó hồi chiều á tôi thấy mấy người đặt lọt gánh lọt đi xuống đặt bên kinh á, không là bộ ông sợ tôi sợ ma. À tôi nghe thiệt chứ vậy em. Dạ. Ông sợ tôi sợ ma cho nên nói có gì đâu bà ơi bà ngủ đi dỗ con ngủ đi. Ông gạt tôi đi thế rồi thì dỗ con ngủ rồi cái tôi đi già tôi nói dập tôi cái chuyện đó tôi nói với ông vậy chứ tôi biết hết trơn mà nghe tôi biết dành hết thêm cho ma nhát mình. Mà nhắc mình đó, tôi nói vậy ha. Tôi nói mà nhắc mình đó, chứ ông gái đi, ông ngồi đó, kéo gió ông gái đi. Dạ. Cái ông gái ngồi cái chậu, không có nói chuyện nữa. Dạ. Không có nói chuyện nữa, nịnh ông không đó nha. Dạ. Nịnh ông tôi độ trạng nó khoảng chừng 30 ngoài, 40 tuổi. Dạ. Nói vậy đó, nói chuyện. Ủa, gì? Vậy là ông ngoại hồi đó sợ ma lắm ha bà ngoại. Mà ông ngoại có từng thấy lần nào không bà ngoại? Ông không thấy đâu. Không thấy luôn. Vì ông ở nhà không à. Dạ. Ông kéo gió. Dạ. Ông
Yeah. Ông lên sáng thì cài rồi kia vậy thôi. Yeah. Chứ ông không có đi đâu như tôi. Tôi nói nợ ngay tôi đi bán cá, bán đồ tôi đi bằng đêm, bằng hôm tôi đi bán cá bằng đêm, tôi kéo gió mình lên tôi kéo tới sáng luôn. Trời ơi. Thầu tôi không sợ ma luôn. Bà ngoại kéo sáng đêm luôn. Ừ, kéo được hết trơn. Ôi ôi. Kéo được kéo tới sáng luôn. Tôi ông bị nghỉ như vậy tôi nói chú nghe. Cái tình cảnh vợ chồng cũng thương nhau. Dạ. Ông này thì bằng ngày ông đi cài tối ngày. Dạ. Bằng ruộng mà. Dạ. Đất nhiều lắm. Đất 5, 6 mẫu, 6, 7 mẫu đất luôn á. Dạ. Cho ông bằng ruộng. Giờ ông mới tôi nói thôi giờ đến đây tôi kéo ông về ông ngủ đi. Cái ông nói ừ sao bà kéo nổi không, bà có chừng nào ông nổi rồi bà kêu tôi. Ông cũng nói vậy đó nha. Dạ. Ông dặn vậy. Rồi tôi nói ừ ừ tôi cũng ừ ừ với ông vậy. Cái mà tôi đâu có ừ để ông ngủ ngon, để ông ngủ ngon đi. Dạ. Mình thấy người này nông ta mà ngoại ta ngủ mà để ngủ đi chứ mình đâu có kêu chi. Tôi lần hậu tôi cũng kéo hoài, kéo quỷ tôi kéo tới sáng tới mà đi chợ đó tôi canh đồng hồ tôi dòm chân là tôi biết á, tới đi chợ tôi kêu ổng ra số cá cho tôi đi chợ. Dạ. Là tôi đi vậy đó. Dạ. Ngoại ơi, về cái sự mà hiếu kỳ á, con cũng không hiểu là sớm giờ ngoại nói là cái gió nhưng mà con chưa hiểu về cái gió nó làm sao á bà ngoại. Nó có mình có nhử mồi gì không ngoại? Không. Cái gió cắt bốn cái càng, bốn cái ngoài vậy là. À chỉ có bốn cái. Bốn cái cần ra ngoài thôi. Dạ. À, giờ cái gì có cái cây gì kéo lên. Rồi sao con cá nó vô con sao cá bắt? Nó vô lưới mình kéo lên vậy cái nó. Dạ. Vô lưới mình chút. Vậy là nó đi vô nó đi ra được rồi ngoại. Không có ra được mình kéo lên vậy dính nó hết trơn à. À, cái lúc như con cá lúc đi ngang vậy nè, nó ngang tới cái gió của mình đó. Dạ. Bây giờ tới giờ mình kéo lên nó cái nó ở trong cái gió đó không. À như vậy là chắc một phần con nghĩ là cũng hên xui rồi cái lúc. Thì hên xui con nào ra con nào vô vậy đó. Nó vậy đó được. Vậy là có những lúc kéo cũng được nhiều mà có những lúc được ít nữa hả ngoại? Được ít cũng có không chừng hai ba con cũng không chừng mà có khi nhiều cả ký cũng không chừng. À. Mà ký hai ký ba ký cũng không chừng. Dạ. Cái gì đó. Và cái thời điểm có mà có leo có bông rồi này kia cũng có. Có luôn. Có luôn. Nhiều khi cũng có luôn. Dạ. Cái thời điểm mà ngoại kéo mà nhiều nhất là cỡ mấy ký ngoại? Một gió nhất là một gió nó cũng cỡ hai ký ngoài à. Dạ. Mà cá gì nó nhiều nhất ngoại? Cá trắng nhiều. Cá trắng là cá gì? Cá trắng cá linh cá đầu này kia đó. Dạ. Cá linh cá đầu này kia nhiều. Dạ. Cá chốt cá đầu này kia đó nhiều. Cá ngon thì nó gió được ít con gì đó. Dạ. Mình lên bán mình lựa giá cá ngon bán cá ngon cá dở bán cá dở. Rồi ngoại kéo sáng đêm như vậy là tổng cộng lại là cỡ được bao nhiêu ký trong một đêm ở ngoài? Trong một đêm bị tôi bán nó vậy nó không có cái cân lớn thành ra tôi lên bán lẻ không à. À rồi tôi cái khên nhất thì đầy khên nhất thôi rồi đi. Ôi đầy nguyên khên luôn. À, đầy khên nhất. Trời khên ơi. Nhất khên nhì đó ít thì khên nhì. Dạ. Còn khên nhất thì đầy khên nhất luôn. Như vậy cái khên đó con nghĩ cũng mấy chục ký á ngoài. Mấy chục ký á cũng rau khoảng cỡ 30-40 ký là ngà chứ không phải. Dạ. Mà tôi chở xe máy mấy cái đó nhiều quá tôi chở xe máy. Sao tao bằng lộ dầu đó. Dạ. Tao bằng lộ tao về dọn lộ rồi này kia rồi đó là mình chạy xe máy được đó. Giờ. Dạ. Mình chạy xe máy được cái gì nói chứ mình chạy xe máy cũng khi cũng quẹo nay khi cũng quẹo nay. Dạ. Bởi vì hồi đó mình sợ mình không dám chạy thời gian sau mình mới dám chạy. Dạ. Nó vậy nó tao bằng lộ dầu mới dám chạy xe máy. Giờ thành ra là tôi đi sao được nhiều vậy đó thì tôi chạy xe máy tôi chở ơn đi cái gì đó. Dạ. Có lần nào mà ngoại bị mà nó hiện hồn mà nó làm dữ dằn với ngoại không ngoại? Nó làm dữ dằn dữ chứ mình cũng đâu có sợ đâu. Dạ. Không có sợ. Mẹ tôi đi tôi không có sợ. Bị tôi ra bước ra tôi đi về khỏi nhà ra nhà khỏi nhà vào là tôi niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật niệm ba đúng 3 tiếng vậy đó. Dạ. Cứ việc đi không sợ gì cho. Dạ. Cái gì đó không có sợ gì cho. Rồi còn nhận người nói trời ơi tôi đi tôi sợ dữ lắm. Tôi nghe vậy chắc tôi té ra cho người nói vậy em. Dạ. Mấy người đó ta không biết. Dạ. Nó ma vậy chứ ta sợ ma sao chứ. Dạ. Sao không biết. Còn như mình đi mình biết thì mình niệm Phật chị đi. Niệm Phật chị là không có gì. Dạ. Chứ nó vậy đó. Rồi thành ra tôi ra đi là tôi dọn cân dọn đồ vô vỏ ra bắt đầu rồi tôi xách xe máy ra lại dựng và lễ cá lên là chạy đi bước chạy đi làm thành là miệng làm thành là niệm Phật. Nhưng thật vậy đó, đi chứ không có gì chứ. Dạ. Ồ, đó cầu này, ma nhát chị rất là chủ ơi. Làm sao ngoại? Ma nó nhát mình á. Nhát là với cái hình thức nó nhát thì sao ngoại? Trời, nó nhát đủ hết trơn, muốn nhát thì nhát á. Dạ. Nó làm đi làm. Nó muốn le lử rồi le, rồi nó muốn cục đầy rồi cục rồi.
rồi nó ngay dò ngay cẳng ra, dù đi nhắc tới nhắc lui mình cũng tự nhiên thôi, cái đâu có gì đâu. À tức là nó đã ta nhắc ta làm gì ta làm kệ ta, mình đi mình đi. Nó nhắc ngoại nhiều lần như vậy rồi ngoại không sợ là sau này cũng bình thường rồi hả ngoại? Bình thường cũng thấy giờ luôn. Thôi ôi như vậy là cái khu đó mà chắc con nghĩ là người này người kia đi qua chắc cũng phải bị nhát quá ngoại. Mình nhát thì đánh ra mà như mấy cái người mà sợ vậy đó, nó nhát mà đều cái cách nó nhát khác hơn mình. Dạ. Còn như mình không sợ nó nhát cái cách khác hơn. Khác là khác như vậy cho mấy chú nghe. Khác sao ngoại, ngoại kể cho con nghe cái ngoại. Khác là vậy. Là nói tí mấy người cái sợ quá sợ cái nó nhát nô cho chú sợ chú thiệt sợ. Phải không? À đừng sợ nhắc nhắc thêm. À đừng nói chú vậy nghĩ đi. Dạ. Cái nhắc thêm cái nó làm dữ trời nha. Nó le lưỡi người kia nó bỏ tóc cả kia nó bận nguyên mua đồ trắng luôn. Dạ. Còn như tôi gì nó làm cũng làm vậy đó nha. Dạ. Tôi không sợ. Dạ. Tôi không sợ. Không nào nghe tôi đi tôi không sợ. Không sợ thì hồi nó rút. Thử đi cả hơn nó hả? Dạ. Nó thấy bà này bà đi vậy mình đúng đi cái đi hoài vậy. Giờ cái này nó mất đi luôn à. Dạ. Nó đâu có gì đâu, đâu có gì nữa. Mà nó nhắc mình lần với hai thôi nha. Nó biết mình không sợ nó không nhắc nhiều. À nó như nhắc. Vậy là một lần với hai rồi từ đó đến sau khi mà không. Cái bóng dáng mình đến là nó không nhắc nữa hả ngoại? Không có nhắc nữa mà người khác đi nhắc nha. Người khác đi nhắc. Người khác đi nhắc còn như mình gì không có nhắc nữa. Dạ. Nó chỉ mình đi mình niệm Phật này kia vậy ra thôi. Dù đâu có nhắc nữa, nó cũng biết rồi, nó đâu có nhắc nữa. Bởi vì một phần á, là nơi đây là cái cánh đồng chết nè. Thì ngày xưa á, là chắc cũng có nhiều là chị em bạn. Chị em bạn đồ gì với ngoại nè. À, thường mà sinh sống nơi cái vị trí nơi đây nè ngoại. Rồi ngày xưa chắc cũng có một phần chết chóc tại nơi đây nữa mà. Mua bán đồ chị em đồ bán chung với nhau ở chợ này kia vậy đó. Dạ. Giờ cũng có chết thì thiếu gì. Mình mong luôn mà được. Mình nghĩ cái chuyện đó là mình không có nghĩ gì cái đó tại người ta số mạng tại vì tôi chạy giặt tới ngã ba Lộ Tẻ luôn. Dạ. Tôi chạy hoài, tôi bo xe bò tôi chạy hoài. Hồi đó tôi chạy giặt miên nha, nhà tôi hồi chạy giặt miên ở bờ bên sông ấy là qua bờ bên đây là 15 con bò. Gia chạy giặt là 15 con bò. Ui. 15 con bò đó. Là ngoại giữ bò hả ngoại? 15 con. Ngoại uống miếng nước đi ngoại. Uống nước à, khát nước rồi nè. Dạ. Bà ngoại thì theo con nghĩ ngoại con nghe người ta nói á là cái gương mặt á mà nó bị cái tròn mồi gì đó nó chỗ ra ngoại. Ta nói sống dài lắm á ngoại. Đầu mồi. À đầu mồi gì đó. Dạ. Nói mấy người đó sống dài là cái đó là chắc có thật á hả ngoại? Có. Dạ. Có chứ. Dạ bởi con thấy ngoại nè 79 tuổi thì ngoại còn rất là khỏe luôn. À, uống miếng nước vậy đi ngoại. Tôi đau hoài, lâu lâu có trúng gió. Dạ. Dạ. Dạ ngoại ơi, ngoại cho con hỏi một cái vấn đề nữa là ngày xưa rồi cái ngoại đội từng cái thúng cá rồi có những khi ngoại chạy những cái chiếc xe đạp và có lần nào mà bất cẩn mà nó hù ngoại để cho ngoại phải sợ và bỏ chạy tại vị trí đó không ngoại? Không có đâu, cái nhát rồi có nhát chứ còn cái đó không có. Dạ tại vì ngoại từng không sợ rồi cho nên rồi cái nó nhắc rồi cái ngoại không sợ là cảm thấy nó bình thường lại. Mình đi á, tôi nói cho nghe mình đi mình phà kì là nó biết rồi. Dạ. Mình thật ra là nó không nhắc mình nhiều. Dạ. Nó nhắc mình cho mình sợ được mình đầu ai lên đầu. Mà nó thấy mình không sợ, cái ngoại không sợ rồi là thôi. Chứ không phải sợ. Còn mấy cái người mà tôi nhớ mà mấy bà bạn bè cho tôi đi bán được rồi. Cái kêu chị Sáu ơi đi, Sáu ơi đi, tôi nói cho mấy bà kêu tôi đi không à. Dạ. Thì tôi cũng thiếu Sáu, giờ dạ. Thành ra tôi mấy bà kêu tôi. Giờ hỏi lại ra thì lên chợ thì mà không có mấy bà. Mình ra chợ đó mình kiếm rồi, giờ không có. Giờ cái mình kiếm rồi tụi nói tình hiệp mình nói thiệt vậy đó. Dạ. Nó đi ma nhát cũng kêu vậy đó. Dạ. Giờ không có nhát nữa. Từ hồi đó tới sau, tới giờ không có nhát. Dạ. Cái vị trí ở sau hè này nè ngoại thì con nghe cô hai nói
Nhiều người thấy một cái con quỷ mà bị cục đầu á, không biết ngoại có thấy không? Quỷ cục đầu nó không có thấy, tôi không có thấy rồi đó. À ngoại chứ con quỷ mà đi bỏ tóc xả đó này kia đó tôi thấy. À có bỏ tóc xả ha. Bỏ tóc xả. À. Vì tóc nó xả. Tới nó quần lần tới đít mình lần đó nha. Dạ. Rồi nó bỏ vậy đó, nó không có bới cái gì lên hết trơn. Trời ơi. Ừ, nó bỏ vậy nó đi xả mình đi lẹ đúng đó nha. Chứ không phải đi chậm. Con dạ. Khi nào mà con ma nhắc mình ấy nha. Là đừng có nói mình nó đi chậm, nó đi lẹ lắm, đi nhanh vậy lắm, đi nhanh hơn mình đó. Dạ. Đi bọc bọc trước mặt mình không đó, chứ không phải chơi đâu. Dạ. Nó là mình mới sợ. Nó đi như người thường mình không ngoại? Đi như người thường, bình thường như mình. Nhưng mà tốc độ đi lẹ hơn. Tốc độ đi lẹ mà giờ nó đi cái không mà cách như vậy. Dạ. Tôi nói vậy ra mà chú nữa mà. Có bà nhát là vậy chú giờ. Giờ đi cái đất về đi khỏi, khỏi đi khơi khơi. Ủa mình ngoại ơi thì cái dắt mà mình làm sao mình khòm xuống để mình dòm cái chân nó hay là mình đi bình thường vậy là mình thấy cái chân không ở ngoài. Hai cái tay tôi dịnh cái thao cá gì nó tỉ vậy ha. Dịnh thao cá gì tôi đi cái mập xuống. Mập xuống cái tôi dòm để ý dòm vậy nè. Để mày phải con ma mà bị người kêu dữ vậy. Tôi nói trong bụng tôi vậy nha. Dạ. Cái tôi dòm thiệt từng từ nó đi hẳn mặt đất như vậy cho tôi biết nó ma. Thằng này biết cái hồi nó biết. Nó bỏ tất cả anh bằng đồ trắng, áo trắng không, bằng đồ trắng không. Con thì nói chung ra nhát bình thường thì con không sợ đâu. Nếu mà đi bình thường vậy con cũng đi như nó đi thôi đi, à. Dạ mà đi, nếu mà con đi, nó đi. Dạ nếu mà con gục xuống con thấy nó đi không đắt là con đang chạy mất tiêu rồi. Phật ơi. Nó đi vậy đó. Vậy là bà ngoại phải gục xuống mới thấy nó đi không đắt, còn đi đứng hỏng lên bình thường như mình là không thấy mình hết ngoài. Mình gục ra như mình dạ. Dịnh theo cá mà nặng lắm. Còn gì thôi à, giờ mình mắt mình để. Thôi thôi. Mình để con mắt của mình đó, thấy nó đi. Dạ. Giờ cái là làm như mà cái dạng mà nó biết mình không sợ đó. Dạ. Nó thâu nhát, nó không có nhát. Và sau này cái thời điểm đó mà cái ngoại bị ma nhát nhiều quá, cái kêu ông ngoại bán luôn cái gió luôn. Cái gió luôn, tôi nghĩ đi bán luôn, không đi bán. Là... Cái đường chở, xe máy chở không được. Dạ. Rồi đậu hoài, đậu không nổi. Dạ. Rồi cái thao nhất mà đậu đầy xét làm sao luôn. Là chú đậu từ đây tới ba chút mà không có để chú nghỉ được đâu nha. Dạ. Để nghỉ có ai đỡ lên chú. Nói vậy đó. Giờ bằng đêm mà không có ai đỡ về một chú. Dạ. Cũng phải dán đậu hoài tới chợ ba chút luôn. Nói rồi, vậy đó. Rồi cái lúc từ mà... Từ lạc khối mà đậu tới chợ ba chút của chú chính đó. Dạ. Biết con xa nào đó. Dạ. Bởi vì nó... thấy nó tùy bằng nó vậy đó hen mà nó không phải vậy đâu. Dạ. Cái lúc mà thời điểm mà bán cái gió rồi đó ngoại, rồi ông ngoại bà ngoại thì cái cuộc sống sau này làm gì ngoại? Làm ruộng không? Làm ruộng. Ruộng tới giờ. À. Ruộng là cái đó là đất của mình hay là người cày có ruộng ngoại? Đất nhà mình. À. Như vậy là đất mình đã có sẵn hả ngoại? Đất của ông bà để lại. Dạ. Rồi tới giờ đó, rồi ông ngoại chết rồi tôi chia cho con hết trơn luôn, chín đứa chia hết trơn. Dạ. Năm mẫu. Ông ngoại mất năm nay nhiêu năm rồi ngoại? Mất năm nay bà mấy năm rồi. Ôi, bà mấy năm rồi. Ừ, bà mấy năm rồi. Vậy là... Mất rồi đó tôi có 50 tuổi rồi. 50 ông tuổi. Ông được 54 tuổi. 50 tuổi mà giờ ngoại 79. Ừ. 79. Tới giờ luôn. Vậy mất là... 54, 79, 27, 25 năm. Ừ. Hai mấy năm rồi? 25 năm. 25 năm. Và cái thời gian sau này ở ngoại, rồi như là lúc mà ông ngoại mất rồi á, rồi ngoại làm cái gì để mà mình cái cuộc sống mỗi ngày ở ngoại? Thôi, ông mất rồi ông để cho tôi 9 đứa con. Dạ. 9 đứa con, tôi nuôi 9 đứa con. Tôi ông mất rồi cái tôi lên cho mình. Ngoại làm ruộng mình ên luôn. Mà ruộng ên, mà nhiêu ngỗng đó mà ên. Chịt chọt thì tôi làm luôn. Ngoại xịt luôn. Chịt luôn, màu đó chịt cần thai không nha. Dạ. Mà cái bình hiện tại cái cần như vậy. Không? Chứ không có chịt bình như bây giờ đâu. Cần thai. Mình ên ngoại làm luôn. Làm luôn. Nuôi chính cái con lai dai làm hoài. Đứa nào lớn thì tôi làm tiếp. Dạ. Thì ở nhà, coi nhà. Dạ. Chàng ơi, ngoại thấy cuộc sống mà khi mà ông ngoại mất. Dạ. Dữ dằn, bây giờ nhớ là tôi khổ lắm. Bởi vì nhớ là tôi khóc á, tôi không phải ấy. Dạ. Nhớ là tôi chín đứa con trọn vẹn luôn.
có vợ có chồng, cứ vợ gả chồng hết trơn luôn, tính chui luôn. Chứ thôi mà năm nay chết hết ba chui rồi. Chết rồi. Bị dịch gà đó, đi núi Tà Nắc bị dịch gà hết ba chui rồi. Bị hai chui trai với người chui gái, ba chui chết trơn, mới chết mấy dài chui gái. Dạ. Cũng cảm ơn ngoại đã nhấn chút thời gian ngắn ra chia sẻ cho tụi con được biết đến về những cái câu chuyện ngày xưa mà bà ngoại đã từng gặp trong cái thời gian mà bà ngoại lúc còn trẻ. Những cái câu chuyện tâm linh của ngoại chia sẻ ra con nghe dường như là nó rất là ly kỳ á ngoại. Thì con cũng chúc cho bà ngoại có được một cái cuộc sống thật là tốt đẹp hơn, cũng như là chúc cho bà ngoại có được một cái tuổi thọ thật là cao và cao nhất có thể. Và con cũng cảm ơn bà ngoại rất là nhiều luôn ạ. Chú ơi nữa ha. Dạ. Vâng ạ, thì Quỳnh Tân đến đây cũng xin phép cái video mình tại đây luôn thưa quý vị. Và cũng xin hẹn với bà con mình ở những cái video kế tiếp luôn ạ.